Hết hôn trộm rồi lại hôn công khai, Tống Uy Long và Đàm Thủng Vận khiến bao trái tim thổn thức. Không chỉ thạt hình liên tiếp, anh cả lăng tiêu Tống Uy Long còn khiến dân tình quán quéo khi hết hôn trộm rồi lại hôn công khai em út Tiêm Tiêm Đàm Thủng Vận. Lấy danh nghĩa người nhà làm bộ phim đã từng gây sốt trên các trang mạng xã hội. Phim là sự quy tụ của bộ ba diễn viên trẻ đủ nhan sắc và tài năng gồm Tống Uy Long, Đàm Thủng Vận và Trương Tân Thành. Trong đó mối quan hệ giữa anh cả lăng tiêu Tống Uy Long và em út Tiêm Tiêm Đàm Thủng Vận được rất nhiều người mong chờ. Tình cảm với cô em út ngày càng sâu nặng, Lăng Tiêu quyết định không thể bình chân như vậy. Để nhanh chóng đưa người thương về nhà cũng như dẹp sạch các vệ tinh xung quanh, Lăng Tiêu bắt đầu tấn công dồn dập bằng các màn thả thính siêu ngọt, khiến cô em út lơ ngơ chỉ biết câm nín và đỏ mặt. Thậm chí khi Tiêm Tiêm đang ngủ, Lăng Tiêu còn kìm lòng không đậu, hôn trộm lên trán cô em sau đó la môi. Tuy nhiên nụ hôn chưa thành thì Tiêm Tiêm bất ngờ tỉnh giấc, khiến cả hai cùng bối rối. Cảnh quay này khiến không ít fan tiếc nuối vì suýt được xem cặp đôi hôn nhau rồi mà lại lỡ. Để chiều lòng fan, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã công chiếu một đoạn video gần 1 phút hé mở thêm những cảnh ngọt ngào của Lăng Tiêu và Tiêm Tiêm. Lăng Tiêu đã chính thức chốt hạ bằng một nụ hôn trên cả đỉnh. Cụ thể khi thấy Tiêm Tiêm tỏ vẻ nũng nịu như đang hờn dỗi điều gì đó, Lăng Tiêu liền chớp lấy cơ hội luôn, hôn môi cô nàng. Nụ hôn chóng vánh nhưng quá ngọt ngào khiến Tiêm Tiêm ngại ngùng và bỏ chạy ngay sau đó. Có thể thấy dù là người trầm tĩnh và chín chắn, thế nhưng Lăng Tiêu lại rất táo bạo trong tình yêu khiến nhiều người quấn quéo. Bên cạnh đó không ít người dành lời khen ngợi cho tài hôn của Tống Uy Long. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!